Chào các bạn, đây là vườn rau ngày cuối tuần các bạn, ngày thứ bảy cuối tuần các bạn. Hôm nay thì rau thì trồng không còn được nhiều nữa, một số loại thôi các bạn, vườn rau tại nhà, còn một số loại cải thôi. Mùa này thì ít nước nên là không có trồng nhiều. Cái xong không biết phải ảnh hưởng tới nước bạn hay không, khả năng nhận mức cô này quá cái gì lạ lạ ha, này hả, salad Romani tím, Romani tím à. Nay vườn rau sơ sát quá, còn ít cây. Ủ mấy cái con các bạn, cái bầu bằng sơ dừa. Chầu cải này mau lớn quá. Cái thìa. Bùi salad thấy mê rồi. Đây là phân cá với humic. Cây cà trắng này nó ra bông nhiều rồi nè. Cái cải búp này thấy lâu lớn quá ta. Nhiều ọt quá ha. Không biết sao nó không có hợp khí hậu mình á. Nó là cái chứ lạnh nè. Cái búp gì teo héo. Cái này nó trồng vào tháng Tết á. Nó lạnh nó mới cuộn nổi, màu lớn. Cái cây này nó lâu lớn. Cái cà bệnh của em. Cái cà này còn duy nhất một cây, tưởng đâu nó ngon. Cái cải cà le hả? Cái cải này nhìn thấy đẹp quá.
bổ lắm đó, vừa của các loại cải đó. Cải ca lê à? Cây nha đam bự quá, bự luôn. Sorry. Chậu rau đắng này này đi, tốt quá tốt. Nấu cháo cá lóc là ăn ngon hết ý luôn. Rau đắng. Mày nấu cháo ăn em bày. Cháo gì? Cháo gì ăn với rau đắng nè em? Nhà mình còn gì đâu, mình cách ly 7 ngày. Trời, cây hành này nó cũng ra bông luôn nữa. Bông của cây hành lá. Mấy cây nha đam lớn hết cỡ luôn. Thôi, hôm nay mình chia sẻ tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem ha.